theo thông tin từ cục quản lý thị trường ninh bình trước diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch ncov gây ra nỗi lo sợ về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona lan rộng đã khiến nhiều người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế nước muối sinh lý để phòng ngừa dịch bệnh cho bản thân và gia đình nên nhu cầu các mặt hàng trên tăng cao đột biến nguồn cung có sự giảm sụt dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng hóa nhất là khẩu trang y tế Trước thông tin phản ánh của người dân về việc một số cửa hàng, nhà thuốc bán khẩu trang y tế với giá cao hơn so với thời điểm trước khi có dịch, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra và xử lý hai cơ sở là công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Vũ Duyên, địa chỉ số 15 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình và cửa hàng kinh doanh thuốc Tân Dược do bà Trần Thị Nhàn làm chủ, địa chỉ xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, phạt tiền 20 triệu đồng. Đối với hành vi vi phạm bán khẩu trang y tế cao hơn giá niêm yết và buộc các cơ sở có hành vi vi phạm trả lại toàn bộ số tiền đã bán cao hơn giá niêm yết theo quy định tại Nghị định số 109/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Quản lý thị trường để đảm bảo quyền lợi người dân, Cục Quản lý thị trường tiếp tục tập trung lực lượng tăng cường công tác quản lý theo địa bàn nhằm phát hiện xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa để đầu cơ găm hàng tăng giá bán bất hợp lý đối với trang thiết bị y tế trong đó chủ yếu là khẩu trang nước sát trùng và găng tay y tế thu lợi bất chính đồng thời tổ chức cho các nhà thuốc đại lý thuốc tân dược ký cam kết niêm yết công khai giá bán và bán theo giá niêm yết tuyệt đối không được đẩy giá bán lên cao không đầu cơ găm hàng không sản xuất kinh doanh buôn bán vận chuyển hàng giả dùng để trục lợi coi đây là trách nhiệm với cộng đồng, với nhân dân trong tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay. Nếu cơ sở nào vi phạm sẽ bị xử lý thật nghiêm khắc, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác phòng chống dịch vừa diễn ra sáng nay, mùng 1 tháng 2 năm 2020.